Nội, cháy chung cư Bắc Hà, căn hộ bốc khói nghi ngút. Khoảng 21 giờ 15 ngày 2 tháng 6, một vụ cháy xảy ra tại căn hộ tầng 8, chung cư C14 Bắc Hà, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Nam Từ Liêm đã điều 4 xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa. Chỉ sau 15 phút, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy. Thông tin ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Anh Nguyễn Viết Dũng, một nhân chứng kể lại, khi tôi đang đi qua tòa nhà chung cư C14 Bắc Hà thì thấy ngọn lửa bốc lên tại một căn chung cư tầng 8, cột khói nghi ngút, rất đông xe cứu hỏa đến để dập lửa. Được biết, khu chung cư dự án C14 Bắc Hà gồm hai tòa nhà CT1 và CT2, mỗi tòa cao 32 tầng với 2 tầng hầm để xe. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.